Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 3 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.